Thưa quý vị và các bạn, hội trợ trái cây Mapfruit lần thứ 38 đã chính thức khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Rimini của Italia. Việc lần đầu tiên đến với hội trợ quan trọng này được đánh giá sẽ giúp sản phẩm trái cây Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Âu. Mapfruit 2021 là hội trợ trái cây quan trọng và lần đầu tiên được tổ chức sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 gian trưng bày do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với các tỉnh Sơn La và Bến Tre tổ chức đã lần đầu tiên giới thiệu những đặc sản trái cây tiêu biểu như bưởi, bơ, nhãn, hồng, xoài, cùng với các nhãn hiệu trà cà phê của Việt Nam đến với sân chơi quan trọng hàng đầu ở châu Âu, thu hút khách tham quan đến tìm hiểu, thưởng thức. Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định, việc tham gia hội trợ Mabrus 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho thấy mong muốn và nỗ lực của đại sứ quán cũng như các địa phương, doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường giới thiệu sản phẩm trái cây Việt Nam ra thị trường thế giới. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, hội chợ Marus 2021 quy tụ khoảng 800 gian trưng bày và thu hút 500 nhà nhập khẩu trái cây quốc tế.